Hello mọi người, mình là Dan nè. Hôm nay mình sẽ đi theo đoàn lân của giáo xứ. Đoàn lân của giáo xứ mình thì cũng nằm ở trong đoàn thiếu nhi thôi. Thì mọi người ở trong đấy cũng còn khá là trẻ tuổi, sức trẻ đi đến khắp muôn nơi. Hiệp nhất phục vụ mà mọi người. Vụ của tụi mình ngày hôm nay sẽ là đem vui vẻ đến cho mọi người, đem xuân đến cho mọi người, mang lộc thánh đến từng nhà, chúc Tết mọi người một năm mới vui vẻ, mời mọi người mua vé số. Nhiệm vụ cuối cùng là mình sẽ mang lì xì về cho quỹ của đoàn thiếu nhi. Quỹ này thì đến những ngày lễ, ngày Tết cần quà cho các em thì mình sẽ trích từ cái quỹ này ra mua quà cho các em thiếu nhi. Rồi đến lúc mà các em thiếu nhi lớn lên bằng tuổi mình như vậy thì các em sẽ lại đi theo đoàn tiếp tục để phục vụ các em nhỏ hơn. Đấy là một truyền thống cực kỳ tốt đẹp luôn. Nên mọi người hãy xem hết video này nhé. Ok, let's go. Lúc tới nơi thì mọi người trong đoàn đã chuẩn bị xong hết mấy cái đầu lân này rồi. Và tụi mình sẽ tập trung trước nhà xứ để vào chúc Tết cha nè. Vào cha đầu tiên thì cứ phải gọi là hết sảy mọi người ạ. Cha cực kỳ mến thiếu nhi tụi mình luôn. Cha có chụp ảnh lân nè, xong rồi cha còn lì xì cho lân nữa. Cha còn lì xì cho từng đứa tụi mình luôn. Khi mời cha sát cho con trước. Dạ, con cảm ơn. Dạ, con cảm ơn ạ. Cái khúc này chả ai biết mình đang chơi tốc độ cả. Chỉ có gấp 5 lần thôi mọi người ạ. Đấy mọi người thấy không? Đây chưa phải là tất cả nhân lực đâu. Huy động hết là mình nghĩ ra tới cổng nhà thờ ấy. Sau khi đã nhận lì xì xong hết rồi thì tụi mình tạm biệt cha và đi sang nhà dì nè. Đi tiếp đến nỗi mà rơi cả hai cái dùi trống vẫn không biết sự gì. Và đương nhiên mình thấy đầu tiên thì mình phải nhặt và bỏ vào chỗ cũ. Nếu không thì ông trưởng đoàn ông lại hỏi: mấy cái đứa này tụi mày để dùi trống ở đâu hết rồi hả? Và mình đã ở bên nhà dì rồi nè. Dì cho phép mình vào trong nhà để quay cho nó rõ. Nên mình sẽ cho mọi người xem một khúc này nha. Vào gì xong rồi thì mấy anh xách đồ lân với để chống để tụi mình đi tiếp nè. Từ nhà thờ tụi mình sẽ đi lên cái chỗ đầu kênh này để chúc Tết đổ vào nè. Cái bản đồ này là mình vẽ đó mọi người. Mọi người có thấy nó ổn không? Ổn thì ổn mà không ổn thì cũng hiểu cho mình là ổn rồi nha. Sau một hồi lượn lượn thì mình cũng được một giáo lý viên trở tới nơi rồi nè mọi người ơi. Đi chúc Tết trước lân nha. Đúng rồi, mình phải... Tại sao mình lại nói như vậy thì đơn giản là nhiệm vụ của mình không phải là muốn lân. Các bạn nam trong đoàn sẽ phụ trách cái việc đó. Còn mình thì phải cầm cái đĩa này có vé số với lộc thánh để vào nhà người ta chúc Tết. Lộc thánh thì tặng, còn vé số thì bán. Thì cái lộc thánh nó sẽ nhìn nó giống như thế này. Người ta nhét cái giấy này vào trong cái lỗ này. Đấy, xong mình phải rút cái tấm nó ra như này vậy. Đó. Bên trong nó sẽ có một cuộn giấy. Cái này là lộc thánh của giáo xứ. Còn lộc thánh của đoàn thiếu nhi ấy, thì nó lại là một cái của đoàn riêng, của giáo xứ riêng. Nội dung chính của nó ở dưới này ấy thì sẽ là một câu kinh thánh trích từ trong Cựu Ước hoặc là Tân Ước. Thì mình đọc cho mọi người nghe nhé. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của thầy ở thời điểm này, là anh em có lòng yêu thương nhau. Gioan đoạn 13 câu 35. Đấy, đại khái là như thế. Ở trong nhà thì mình sẽ lấy cái này, mình dán lên tường hoặc là dán dưới chân bàn thờ, để kiểu như là một năm đấy mình nhìn vào cái câu đấy thì mình sẽ phải sống đạo sao cho tốt, để như là một câu nói nhắc nhở cho mình trong một năm. Mời vào ạ, mời vào. Chúc Tết xong thì các bạn trong đoàn mới có thể vô muốn lân được. Và trong lúc các bạn muốn lân ở nhà bên này thì mình sẽ đi sang nhà bên kia để chúc Tết luôn cho đỡ tốn thời gian. Đi tiếp bên này. Nếu mà nhà người ta đóng cửa thì không có vào đúng không? Ừ. Nhiều lúc mà nhà đóng cổng nhưng mà không đóng cửa. Chúc Tết xong thì tụi mình sẽ có một cái lì xì như vậy. Có thể là mình nhận hoặc là các bạn muốn lân nhận. Nhưng mà cũng đều phải đi tìm người giữ sổ để ghi vào quỹ như vậy nè. Ở nhà bên kia rồi thầy. Rồi cứ thế mà tụi mình đi bộ đến từng nhà trong nguyên cả xứ luôn mọi người ạ. Phải đi mấy hôm mới hết mà mình chỉ đi hôm nay thôi. Hôm sau sẽ có người thay thế mình. Đi tiếp nào, đi tiếp nào. Nhà này đóng cửa. Đóng cửa thì không có vô. Nhà này cũng đóng cửa luôn. Giờ
tờ nữa đi, tờ nào cũng được. Rồi ok, là đủ 20. Dạ. Ok, và đó là những cái công việc mà Tết năm nào đoàn thiếu nhi của mình cũng làm để vui xuân. Mua lân nè, chúc Tết nè, tặng lộc thánh nè, sổ số nè, sổ số thì mọi người thấy trong video mình bán vé số đúng không? Thì là đoàn thiếu nhi của mình có sổ số đó, nhưng mà cái lúc sổ số thì mình sẽ cho mọi người xem ở một video khác nha. Và đó là những cái công việc nó gần như là truyền thống luôn mọi người ạ. Thì mỗi lần nó mới phát triển khoảng 10 năm trở lại đây thôi. Ở giáo xứ mình thì như thế, còn ở chỗ khác thì mình không biết. Còn một cái nữa là hội chợ. Thì tại vì năm nay dịch quá nên không cho phép hội chợ, chỉ cho phép mỗi lần thôi. Mình vào dự trưởng được 2 năm, gần 2 năm rồi. Nhưng mà năm nay là lần đầu tiên mình đi lân. Năm ngoái ấy, thì mình nhận vé số ở nhà, mình đi bán chỗ này chỗ kia thôi, chứ mình không có đi lên như vậy. Năm nay thì mình đi lên luôn. Đây là một tấm chiếu mới đó mọi người. Mọi người không biết không, đến năm thứ hai này thì mình làm một cái kênh YouTube như vậy để chia sẻ đến mọi người những cái hoạt động thật là thú vị. Mình thấy đi rất là vui luôn mọi người ạ. Và lên đoàn phiêu lưu ký phần 1 của chúng ta đến đây là hết rồi. Phần 2 thì mình sẽ đăng vào một ngày thứ năm đẹp trời nào đó, nên mọi người hãy đăng ký kênh để có thể xem tiếp video phần 2 nha. Nhớ bấm cái chuông mới có thể nhận được thông báo đó. Ok, hết rồi. Bye bye. Bye bye.